Anh đừng có phí công vô ích. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ Hồng đến cùng. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Khi Trung càng lún sâu hơn vào tình yêu mù quáng dành cho Hồng thì tình cảm giữa anh và những người thân yêu càng thêm rạn nứt. Con và Hương không thể nào nữa đâu. Và mọi động thái thức tỉnh Trung từ phía ông Trường lẫn Thiên Khải đều bị bài xích, thậm chí còn đào sâu thêm những mâu thuẫn vốn đã không dễ quá giải giữa họ. Tại sao vậy? Tại sao các người ác như vậy? Thôi, mình nhanh anh đủ rồi nha. Đón xem diễn biến tiếp theo của phim truyện Việt Nam Mặt Nạ Tình Yêu 20 giờ các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.